Hòa Minh Di bán quần áo để kiếm tiền nuôi con, dân tình tràn vào thắc mắc chu cấp của thiếu gia Minh Hải. Việc Hòa Minh Di bất ngờ chuyển qua bán quần áo online sau thời gian chia tay bạn trai thiếu gia khiến dân tình không khỏi thắc mắc về khoản chu cấp của thiếu gia Minh Hải. Sau khi kết thúc chuyện tình hơn 5 năm với thiếu gia Minh Hải, Hòa Minh Di một mình chăm sóc con trai và bắt đầu cuộc sống mới. Giọng ca rời bỏ quay trở lại những ngày tháng chạy show miệt mài, không vội vàng tìm kiếm bến đỗ mới và dành toàn bộ thời gian rảnh cho con trai của mình. Cuộc sống của cặp mẹ con luôn là tâm điểm chú ý của công chúng và nhận được nhiều sự yêu mến. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Hòa Minh Di bất ngờ đăng đàn thông báo về việc cô lấn sân sang kinh doanh. Theo đó, Hòa Minh Di mới lập một trang fanpage để bán hàng online. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng bản thân ấp ủ đam mê trở thành cô chủ nhỏ. Vì là lần đầu nên cô vô cùng tâm huyết, tự tay đi lựa các mẫu mã sản phẩm từ quần áo, váy, son để phục vụ cho khách hàng. Ngay lập tức, netizen chốt đơn liên tục để ủng hộ bỉm sữa cho mẹ con bé bò. Số quần áo của nữ ca sĩ cũng nhanh chóng đạt được hàng chục ngàn lượt theo dõi từ dân tình. Bên cạnh sự ủng hộ của đông đảo mọi người thì một số bộ phận cư dân mạng cũng bất ngờ tràn vào thắc mắc về vấn đề chu cấp của thiếu gia Minh Hải cho con trai sau khi ly hôn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc Hòa Minh Di chuyển hướng kinh doanh chỉ là để vui với đam mê, với sức ảnh hưởng hiện tại, khoản thu nhập của nữ ca sĩ từ việc làm nghệ thuật cũng đủ để chăm sóc tốt cho con trai. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng Hòa Minh Di chỉ đang muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp sức cho em trai kinh doanh, vì trước đó cô cho biết số quần áo này do mình và em trai cùng đảm nhận. Về phần thiếu gia Minh Hải, dù bị chỉ trích sau nhiều ồn ào nhưng về chuyện chăm sóc con cái, có thể thấy bố Bo luôn biết phải làm tròn trách nhiệm, cùng Hòa Minh Di nuôi nấng quý tử chứ không có chuyện bỏ bê như lời bàn tán, mà ở đây chỉ xuất phát từ việc anh ít đăng ảnh bên con. Chuyện chu cấp cũng là vấn đề nhạy cảm nên rất có thể cả hai đã thỏa thuận riêng tư chứ không cần phải tiết lộ con số công khai cho mọi người biết. Cách đây ít lâu, thiếu gia Minh Hải trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả khi bị tung hình ảnh đi du lịch cùng tình mới sau ít tháng công khai chia tay Hòa Minh Di. Nữ ca sĩ sau đó đã phải lên tiếng trên trang cá nhân khẳng định mối quan hệ mới của Minh Hải không xuất hiện khi cả hai còn yêu nhau. Không có chuyện người thứ ba xen vào mối quan hệ của cặp đôi. Tuy nhiên, trong chính bài đăng mà Hòa Minh Di lên tiếng bảo vệ Minh Hải, anh chàng đã để lại dòng bình luận tỏ ý bênh vực bảo vệ người yêu mới. Dù đã nhanh chóng xóa đi bình luận này, nhưng vị thiếu gia vẫn không tránh được gạch đá từ cư dân mạng. Trước quá nhiều thị phi chỉ trích, hiện tại Minh Hải và cô gái được cho là bạn gái của anh đều đã bật chế độ giới hạn trên trang cá nhân. Động thái này cho thấy cặp đôi đang rơi vào tình trạng bất ổn vì phản ứng mạnh mẽ của netizen. Theo chia sẻ của Minh Hải, anh và bạn gái mới đã hẹn hò tìm hiểu được khoảng nửa tháng. Vị thiếu gia này bày tỏ áy náy, xót xa khi người mới bị tấn công trên mạng xã hội chỉ vì qua lại với anh. Minh Hải cho hay kể từ bây giờ anh sẽ không quan tâm đến những lời bàn tán bên ngoài mà chỉ tập trung lo công việc cũng như hoàn thành trách nhiệm làm cha với bé Bo. Về phía Hòa Minh Di, cô nàng cũng khẳng định không thể hàn gắn với người cũ. Mối liên kết duy nhất giữa hai người lúc này chỉ là hoàn thành vai trò bố mẹ với con trai mà thôi. Sau khi chia tay bạn trai, Hòa Minh Di lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Dù một mình nuôi con vất vả nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc vì quý tử ngày càng thông minh, hiểu chuyện và đáng yêu. Dân tình cũng không ngừng khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng của mẹ một con. Hy vọng cô sẽ sớm tìm được bờ vai vững chãi che chở cho hai mẹ con.